giữa nghìn người, nếu như có thể lướt qua mà nhìn thấy em thì mọi người có thể cho em một chấm để em có thể chào mọi người. Và là rất là vui khi mà được nói chuyện cùng với mọi người, chia sẻ cùng với mọi người, đúng không ạ? Có ai nhìn thấy em không ạ? Có ai nhìn thấy em không? Ai nhìn thấy em thì làm comment cho em thấy mọi người đi ạ. Ai nhìn